Xem ngày tốt xấu tháng 3 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Xem ngày tốt xấu của tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch năm 2021 Tân Sửu có những ngày nào tốt để động thổ xây nhà, khai trương, nhập trạch, cầu tài, ký kết hợp đồng, bốc lại bát hương. Như quý vị đã biết, tháng 3 là tiết thanh minh. Trong tháng này cũng là thời gian đi tỏ mộ tốt nhất của năm. Vậy đó là những ngày nào? Ngay sau đây, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng quý vị lựa chọn ra những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch. Quý vị thân mến, được sự tư vấn của thầy Gia Cát, một trong những chuyên gia phong thủy, pháp sư hàng đầu Việt Nam và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ngày tốt xấu của tháng 3 âm lịch. Việc lựa chọn những ngày tốt này được thầy Gia Cát sử dụng những tài liệu lưu hành nội bộ của đạo giáo như Đồng Công Cát Trạch, Ngọc Hạp Thông Thư và Bộ Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, cũng như các tài liệu về xem ngày khác để việc xem ngày được đúng và chính xác nhất. Thầy Gia Cát hiện đang là trưởng môn của Cửu Thiên Thiên Tôn đạo giáo ở núi Nga Mi. Mọi vật phẩm phong thủy của kênh Phong Thủy Gia Cát đều được thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo pháp của giáo đạo. Vậy nên sẽ phát huy được tác dụng tốt nhất, chiêu tài lộc cho gia chủ. Trên màn hình là bảng những ngày tốt xấu của tháng 3 âm lịch đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đơn giản hóa cho quý vị dễ hình dung. Như quý vị thấy, màu sắc của bảng ngày tốt trong tháng 3 âm lịch đã được đánh dấu theo thứ tự ngày tốt xấu cho quý vị dễ hình dung. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi chọn ra những ngày tốt nhất. Như quý vị đang nhìn thấy trên màn hình, tháng 3 âm lịch là tháng Nhâm Thìn, bắt đầu khởi từ ngày 14 tháng 4 dương lịch, là ngày mùng 1 âm lịch, tức ngày Canh Dần, và kết thúc vào ngày 11 tháng 5, là ngày 30 tháng 3 âm lịch, tức ngày Kỷ Mùi. Trên bảng là được chia làm 12 cung: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Tương ứng với 12 ngày, ở mỗi ngày đều được thể hiện tốt, xấu bằng các màu sắc khác nhau. Quý vị hãy lấy giấy bút xa, ghi lại hoặc chụp ảnh lại những ngày tốt để sử dụng vào những việc trọng đại. Tháng 3 âm lịch là tháng Nhâm Thìn, Nguyệt Kiến Thìn, Thanh Minh, Cực Vũ từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch. Sau Thanh Minh là Ta Sát ở Nam trên các phương Tỵ, Ngọ, Mùi, Kỵ Tu Tạo, Độc Thổ. Để lựa chọn ra những ngày tốt, đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ ra những ngày xấu trong tháng. Đó là những ngày xấu sẽ không dùng vào bất kỳ việc gì, vì đây là những ngày đại hung mà thầy Gia Cát khuyên các bạn không nên dùng. Đó là 7 ngày sau: Nguyệt Phá, Tam Nương, Thiên Địa Chuyển Sát, Con Nước, Sát Chủ, Thụ Tử và ngày Dương Cương Kỵ. Tháng 3 âm lịch là tháng Nhâm Thìn, vì vậy tất cả những ngày Tuất trong tháng là ngày Nguyệt Phá. Vì vậy, đây là ngày đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ vì xung với lệnh tháng. Ngày Nguyệt Phá bao gồm các ngày mùng 9 Mậu Tuất, 21 Canh Tuất. Đây là hai ngày xấu bị xung với tháng nên không dùng. Ngày xấu tiếp theo là ngày Tam Nương. Trong tháng 3 âm lịch, ngày Tam Nương bao gồm những ngày mùng 3 Nhâm Thìn, mùng 7 Bính Thân, 13 Nhâm Dần, 18 Đinh Mùi, 22 Tân Hợi và 27 Bính Thìn. 6 ngày cũng không nên dùng vào việc gì, trong trường hợp cần dùng gấp thì cũng phải tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để được tư vấn một cách chi tiết nhất. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát trong tháng 3 âm lịch là ngày mùng 2 Tân Mão, 26 Ất Mão. Đây là hai ngày xấu cần phải loại bỏ ngay lập tức, không sử dụng vào bất kỳ việc gì. Ngày Con Nước trong tháng 3 âm lịch bao gồm các ngày 13 Nhâm Dần, 27 Bính Thìn. Chúng ta loại bỏ, không sử dụng. Ngày cần loại bỏ tiếp theo là ngày Sát Chủ. Trong tháng 3 âm lịch, Sát Chủ là ngày Mùi, bao gồm những ngày mùng 6 Ất Mùi, 18 Đinh Mùi, 30 Kỷ Mùi.
chúng ta cần loại bỏ 3 ngày này. Tiếp đến là ngày thụ tử, ngày cần loại bỏ tiếp theo là ngày thụ tử, bao gồm các ngày mùng 10 Kỷ Hợi và 22 Tân Hợi. Ngày số cuối cùng là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 3 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là những ngày mùng 9 Mậu Tuất. Đây vừa là ngày Dương Công Kỵ, vừa là ngày Nguyệt Phá nên chúng ta cần loại bỏ. Vừa rồi, kênh Phong Thủy Gia Cát đã loại bỏ những ngày xấu trong tháng 3 âm lịch cho quý vị và các bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng đổng công cát trạch để lựa chọn ra những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch. Xem 30 ngày trong tháng 3 âm lịch, những ngày nào là ngày tốt nhất? Đầu tiên, ta xét ngày Thìn, Trực Kiến, bao gồm các ngày mùng 3 Nhâm Thìn, 15 Giáp Thìn, 27 Nhâm Thìn. Trong đó, ngày mùng 3 và ngày 27 là ngày Tam Nương chúng ta không sử dụng. Hơn nữa, những ngày Thìn lại có địa phỏng, cầu giảo, không có lợi về tu tạo, an táng, hôn nhân, khai trương. Phạm ngày đó, chủ bị phỏng nước sôi, phỏng lửa, việc kinh ác làm sợ. Nếu sinh con cái thì cũng hèn dở, rất xấu xí, có ác tật, vô ích. Ngày 15 Giáp Thìn có sát tập nhập trung cung, càng xấu, chủ về trong 3 năm nhà bị phá, người mất, hao tiền tốn của. Vậy nên những ngày Thìn trong tháng 3 chúng ta không sử dụng. Ngày thứ hai mà chúng ta xét đến trong tháng 3 là ngày Tỵ. Ngày Tỵ trực trừ bao gồm các ngày mùng 4 Quý Tỵ, 16 Ất Tỵ, 28 Đinh Tỵ. Chi tiết: 28 Đinh Tỵ nên tu tạo, nhập trạch, di cư, động thổ, làm đồ dùng, hôn nhân thì rất tốt. Là ngày đại cát, sử dụng cho mọi việc. Ngày 16 Ất Tỵ phạm thập ác, xấu, không dùng. Ngày mùng 4 Quý Tỵ thiện thượng không vong, lại phạm thổ quỷ cũng không nên dùng. Vậy tất cả các ngày Tỵ trong tháng 3 âm lịch chỉ có ngày 28 Đinh Tỵ là ngày đại cát, các ngày Tỵ khác không sử dụng. Tiếp đến, chúng ta cùng xét đến ngày Ngọ. Ngày Ngọ trực mãn bao gồm các ngày mùng 5 Giáp Ngọ, 17 Bính Ngọ, 29 Mậu Ngọ. Trong tháng 3 âm lịch, mùng 5 Giáp Ngọ có cửu thổ quỷ, không sử dụng được. 17 Bính Ngọ bình thường không tốt lắm, có thể sử dụng được cho những việc nhỏ, nhưng khi sử dụng cần phải lưu ý. 29 Mậu Ngọ có xương quỷ, bại vong và phạm trùng tang, không nên an táng. Vậy trong 3 ngày Ngọ chỉ sử dụng được ngày Bính Ngọ, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch. Tiếp theo, quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát phân tích những ngày Mùi trong tháng 3 âm lịch. Ngày Mùi trực bình bao gồm các ngày mùng 6 Ất Mùi, 18 Đinh Mùi, 30 Kỷ Mùi. Tất cả những ngày Mùi là ngày sát chủ mà ở phần trước chúng ta đã loại bỏ, không sử dụng. Tiếp đến là ngày Thân. Ngày Thân trực định gồm ngày mùng 7 Bính Thân, 19 Mậu Thân. Ngày mùng 7 Bính Thân nên phát cỏ, chặt cây, bàn đất, dựng cột, gác đòn rông, an táng rất tốt. Trong 2 đến 3 năm thêm con cháu, tấn tài lộc. Nhưng lại là ngày Tam Nương nên cần phải hết sức cẩn thận khi sử dụng. Tốt nhất quý vị hãy liên hệ với kênh Phong Thủy Gia Cát để được tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Ngày 19 Mậu Thân có thiên can, khung vong, xương quỷ, bại vong là ngày xấu. Vậy nên ngày này chúng ta cần phải loại bỏ. Tóm lại, ngày Thân lại thuộc vận vong, xuất hành, xuất quân, phó nhậm. Việc nhận đi trước, không nên dùng mấy ngày này. Ngày tiếp đến cần xét là ngày Dậu. Ngày Dậu trực chấp gồm các ngày mùng 8 Đinh Dậu và 20 Kỷ Dậu. Mùng 8 Đinh Dậu an táng tốt vừa, các việc khác cần phải xem xét kỹ trước khi dùng. 20 Kỷ Dậu có cửu thổ quỷ, không nên dùng. Như vậy ngày Dậu chỉ có ngày mùng 8 có lợi cho an táng, ngày Dậu khác xấu, không dùng. Tiếp đến là ngày Tuất. Ngày Tuất trực phá gồm các ngày mùng 9 Mậu Tuất, 21 Canh Tuất. Cập nguyệt kiến xung phá mọi việc, không nên dùng. Chúng ta cùng xét ngày tiếp theo. Tiếp theo là ngày Hợi. Ngày Hợi trực nguy bao gồm các ngày mùng 10 Kỷ Hợi và 22 Tân Hợi. Ngày Hợi là ngày thiên thành, hung bạo. Mùng 10 Kỷ Hợi có hỏa tinh, có văn xương tinh chiếu. Việc học rất tốt, các việc còn lại tốt vừa. Nhưng lại là ngày thụ tử, nên cần phải lưu ý khi sử dụng ngày này.
Ngày 22 Tân Hợi là ngày kim của phụ nhân, là kỳ âm phủ quyết khiển, âm khí toàn thịnh, không nên dùng các việc ở dương gian. Ngày tiếp theo là ngày Tý, trực thành gồm ngày 11 Canh Tý, 23 Nhâm Tý, có hình xa, xấu, kỵ xuất hành, có thiên hỷ. 23 Nhâm Tý tuy có thiên đức, nguyệt đức, nhưng có nhất bạch, đúng ra là ngũ hình, chủ việc mộc đả, bảo bình trung. Ngỗ đánh vào bình quý cuối cùng là nơi tắm gội ở phương Bắc, ngũ hành không còn khí, vức lực giảm cận, những việc nhỏ nhỏ thì có thể làm. Nếu như khai trương, xuất hành, nhập trạch, sửa sang và hôn nhân, các khoản dùng ngày này sẽ thấy xấu, bại, họa hại, tai thương. Ngày đó còn là ngói vỡ băng tiêu, ngậu giải băng tiêu là ngày xấu. Vậy nên ngày này cần xem xét kỹ trước khi sử dụng. Tiếp đến ngày Sửu trực thâu, bao gồm ngày 12 Tân Sửu và 24 Quý Sửu. Những ngày Sửu là ngày phạm tiểu hùng sa, thiên tặc. 24 Quý Sửu là ngày sát nhập, tập trung cung, không có lợi cho tu tạo, hôn nhân, nhập trạch. Phạm ngày đó chủ về thoái tài, bệnh tật, tranh tụng, thị phi là ngày rất xấu không dùng. Còn ngày 12 Tân Sửu cũng không tốt, phòng tiểu nhân hại mình, không nên dùng. Quý vị hãy cùng chúng tôi xét đến ngày Dần trong tháng 3 âm lịch. Ngày Dần triển khai gồm các ngày mùng 1 Canh Dần, 13 Nhâm Dần, 25 Giáp Dần. Những ngày Dần phạm thiên tặc, 13 Nhâm Dần có thiên đức, nguyệt đức, chỉ nên mai táng, đóng hòm, xây huyệt mạ, kinh tỉnh, để sẵn lúc còn sống. Dùng ngày đó thêm con cháu, tấn điền địa, thăng quan tiến chức, tốt trên hết. Tuy nhiên lại là ngày tam nương, cần phải xem xét kỹ trước khi dùng. Ngoài đó ra, các ngày Dần khác tốt vừa, nhưng có lục bất thành, lục bất hợp ở đó, cuối cùng cũng bất lợi, nên cẩn thận khi dùng. Nếu dùng, cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia. Cuối cùng là ngày Mão. Ngày Mão trực bế bao gồm các ngày mùng 2 Tân Mão, 14 Quý Mão, 26 Ất Mão. Không nên tạo tác, hôn nhân, mai táng, nhập trạch. Phạm ngày đó tổn thương, bệnh tật lãnh thoái, lạnh lùng, rút lui. Xấu cho trong việc, không nên dùng. Hơn nữa, ngày Tân Mão và Ất Mão lại phạm ngày thiên địa chuyển sát. Vậy nên tất cả những ngày Mão là ngày xấu, quý vị không sử dụng. Như vậy chúng tôi vừa chọn cho quý vị những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch có ngày 28 Đinh Tị là ngày Đại Cát, các ngày mùng 7 Bính Thân, ngày mùng 10 Kỷ Hợi, ngày mùng 8 Đinh Dậu, 13 Nhâm Dần, 17 Bính Ngọ là những ngày tốt. Nhưng tùy theo từng việc mà kênh Phong Thủy Gia Cát đã phân tích ở trên, quý vị khi sử dụng cần phải lưu ý. Quý vị hãy chụp lại, ghi lại và nghe đi nghe lại video nhiều lần để cho chính xác, hoặc liên hệ trực tiếp với kênh Phong Thủy Gia Cát để được tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chính nhờ những đóng góp của quý vị đã tạo nên sự thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông và bình luận góp ý ở bên dưới ở bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ hỗ trợ của thầy sẽ ghi nhận và giải đáp thắc mắc của quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.